Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Anh 60 phút. Và lại là mình đây, Mr. Henry. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết về cách đọc và cách phát âm của bảng chữ cái trong tiếng Anh. Và hầu hết thì các bạn cũng đã học qua phần kiến thức này rồi đúng không nào? Nhưng mà không phải ai cũng tự tin và chắc chắn rằng là mình đọc chuẩn hết 100% các cái chữ cái có trong cái bảng chữ cái tiếng Anh. Vậy thì trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách dễ dàng nhất, dễ thuộc nhất chỉ có 10 phút thôi các bạn có thể đọc chuẩn hết tất cả các chữ cái đối với chữ cái đầu tiên này thì các bạn sẽ đọc đó là e e i e các bạn nối hai cái âm lại với nhau e e các bạn không nên đọc là a nha a là tiếng việt cho nên các bạn phải học chuẩn rất là dễ thôi e i e e e đối với chữ này thì chúng ta sẽ đọc là b các bạn có thấy cái âm y có hai dấu chấm không cái âm y có hai dấu chấm thì các bạn sẽ đọc ngân một chút xíu, đọc là y và kết hợp âm bờ vào ta đọc là b. B. Chữ cái này sẽ giống với chữ cờ của Việt Nam, nhưng mà chúng ta sẽ không đọc là cờ mà chúng ta sẽ đọc là c. Cũng là âm y hai dấu chấm ta nối dài ra c. C. Chữ cái tiếp theo cũng dễ thôi, chúng ta vẫn áp dụng quy luật cũ, âm y hai dấu chấm d. D. Còn chữ này các bạn sẽ phát âm là E E Very easy right? Rất dễ đúng không nào? Chữ cái tiếp theo thì chữ này trong bảng chữ cái tiếng Việt không có Và cái chữ này chúng ta có cách phát âm đó là gì? F Các bạn chú ý cái âm cuối Cái âm cuối là cái âm răng cắn môi dưới ta đọc là F F, F. F. Chữ cái kế tiếp chúng ta có đó là chữ G Thì trong tiếng Việt ta đọc là chữ G Nhưng mà trong tiếng Anh á, các bạn không được đọc là G nha Và đặc biệt là cũng không được đọc là Z Z là sai và chúng ta nếu muốn đọc chuẩn các bạn sẽ đọc giống như chữ trời nhẹ Việt Nam và các bạn ngân chữ i chút xíu ta đọc là chi. Dễ đúng không nào? Lặp lại nha. chi. chi. Cho nên bạn nào mà trong tên của mình có chữ g thì các bạn nhớ đọc lại nha. Mình đọc lại. chi. chi. Chữ này sẽ là một cái chữ mà à, hầu hết các bạn phát âm sai. Các bạn thường hay phát âm là s. S là sai hoàn toàn luôn rồi và người bản xứ nghe không hiểu gì hết. Cho nên là cái chữ H này á Các bạn sẽ đọc nó giống như cái chữ A Nhưng mà nó chỉ khác biệt ở cái chỗ đó là Cuối cái câu và cuối cái âm của nó Nó có một cái âm đó là gì Ch, Giống như chữ trời nhẹ Việt Nam Và các bạn sẽ bật hơi nó một chút xíu thôi Ta đọc là a H, H Đấy, vậy thì S là sai hoàn toàn nha các bạn ha Chúng ta đọc lại nè, thực hành cùng với mình Ta đọc là a H, H còn đối với chữ cái này thì dễ rồi đó là a và y nối lại với nhau ta đọc là i i i tiếp tục nè chúng ta có một cái chữ mà trong tiếng việt không có đó là cái chữ gì j j chúng ta đọc lại ha j a, j, j j ok vừa rồi chúng ta đã đọc qua được một số những cái chữ cái khó trong tiếng anh rồi cho nên là à, việc còn lại chúng ta sẽ nhẹ nhàng thôi thì chữ cái tiếp theo chúng ta có là là gì chữ k trong tiếng việt nhưng mà chữ k chúng ta sẽ không đọc là k nha ta đọc là k k k A, k kế tiếp l l e xong rồi cái lưỡi các bạn á, để có hình chữ l này nó tự ra cái âm này nha l l m m m n n chữ kế tiếp theo o tròn việt nam ta không đọc là o nha mà ta sẽ đọc là o o o o chữ cái này các bạn sẽ đọc là gì đó là p nó giống như uh, cái âm bờ việt nam nhưng mà chúng ta sẽ bật hơi ta đọc là p p chữ tiếp theo ta đọc là q q, q. yêu q dễ lắm q q tiếp theo là chữ r chữ r này thì nó sẽ có một cái quy luật đọc như sau rất là dễ nè các bạn dùng hai ngón tay để vào cổ họng ta đọc nó giống như cái chữ a vậy đó các bạn sẽ đọc giống như âm a nhưng mà uh, chúng ta sẽ đưa cái âm a đó vào cổ họng ta đọc là r r các bạn làm thử đi rất là dễ r very easy r chữ này s s s, s. tiếp theo t T T Kế tiếp U U Next one V V V Tiếp tục nè W W W W Cái chữ X này thì các bạn chú ý ha Chúng ta có một cái âm chặn họng Đó là cái âm là X Các bạn chú ý cái âm K đúng không? Nhưng mà cái âm cái, cái cái âm đó đó nó sẽ không nối được gì với cái âm xì hết. Cho nên đó chính là cái âm chặn họng. Ta đọc giống như chiều, kiểu là à, e k s giữ lại X xong rồi xì ra x x x chữ y dài các bạn đọc như thế nào? Đó là y y y và chữ cái cuối cùng ta sẽ đọc là z z cách số 2 ta có thể đọc là z Z, Z or Z. Và vừa rồi các bạn cũng đã học qua cách phát âm của tất cả các chữ cái có trong tiếng Anh rồi đúng không nào? Bây giờ các bạn sẽ áp dụng à, vào một số cái tên thông dụng mà chúng ta thường gặp trong à, giao tiếp hàng ngày. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái tên đó là tên Phương đi. Ai tên Phương thì comment xuống phía dưới nha. Rồi đầu tiên chúng ta có cái chữ cái gì? Đó là P. Các bạn bật hơi ra ha. P. Tiếp theo chữ H ta đọc là H. H Tiếp theo là U O N Và cuối cùng là G G P H U O N G Ví dụ số 2 ta sẽ lấy một cái tên đó là um, Hạnh đi Ok một bạn sẽ tên là Hạnh Ok tên Hạnh có những chữ cái sau đây Đầu tiên chữ H H H, H. Chữ A A A Tiếp theo là N N Và cuối cùng vẫn là chữ H Từ đầu là H H A N H Alright, so um, Qua bài học vừa rồi Thì các bạn cũng đã biết uh, Cách phát âm của tất cả các chữ cái trong tiếng Anh rồi Cho nên qua bài học này Các bạn hãy áp dụng Để đọc các cái chữ cái Mà có trong tên của các bạn nha Và bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo See you next time